Sao đây ấy, người ta ngồi gì con? Con, cái con kia nó mòn rồi, con này không ai ngồi đâu ấy đâu. Mòn đâu mà. Thì em nói người ta ngồi riết mòn, còn con này không ai ngồi, nó không có mòn. Ba cái hầm. Anh lạ. Đi lại ngay đây, ngay cái đít nó rồi. Quái lạ. Không có đẹp gì hết. Cái đùi nó lại đưa ra ngoài ha. Anh thấy vẻ chán. Anh ơi, nhiều lạc đà này hình như là một trong loại thôi. Chứ nó có vẻ không đẹp. Cái lưng tự nhiên gù hay rồi. Cái gì sừng trắng trắng mà. Gãy sừng rồi ha, cái loại nó là vậy. Tắt hả? Không là tắt, cứ mỗi cái clip có một xíu vậy thôi. Tắt hả?